Và tối qua, giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã quay trở lại với những trận đấu tại vòng 8. Manchester United được tiếp đón Brentford trên sân nhà trong bối cảnh có nhiều tin đồn nói rằng huấn luyện viên Erik ten Hag sắp bị sa thải. Và Brentford. Trong trận Manchester United tiếp đón Brentford, trọng tài Samuel Mirod đã gây chú ý. Ngay trước giờ nghỉ, ông yêu cầu Matthew Delict rời sân để băng bó vết thương. Sau đó, cho anh trở lại sân, rồi lại buộc anh phải rời sân thêm một lần nữa. Chính trong lần rời sân thứ hai của Delict, khi mà Manchester United đang chỉ có 10 người trên sân, thì Brentford đã ghi bàn mở tỷ số. Đã có những tin đồn rằng huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ bị sa thải nếu Manchester United thua trận này. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì trong hiệp 2, Alejandro Garnacho và Rasmus Højlund đã ghi hai bàn thắng đẹp mắt giúp Manchester United lội ngược dòng và thắng 2-1 trong trận này. Ở trong tình huống này, cú trích bóng của Højlund là rất bình tĩnh. Vào đêm qua theo giờ Việt Nam thì Arsenal cũng đã ra sân, thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã phải nhận một kết quả không mong muốn trong chuyến làm khách đến sân của Bournemouth. Arsenal khởi đầu lấn lướt nhưng họ đã bị dội gáo nước lạnh ở ngay từ phút thứ 30. Đó là khi William Saliba phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đã kéo ngã cầu thủ của đội chủ nhà là Evan Nilsson. Chơi thiếu người nhưng phải tới phút thứ 70 đội khách mới phải nhận bàn thua đầu tiên sau pha lập công của Ryan Christie kiến tạo cho cầu thủ mang áo số 10 là Justin Kluivert, và chỉ 9 phút sau, chính con trai của cựu tiền đạo nổi danh Patrick Kluivert đã đưa bóng vào lưới thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Và tối nay sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Liverpool là đội bóng được đánh giá cao hơn và có lợi thế được chơi trên sân nhà, thế nhưng đối thủ của họ lại là câu lạc bộ Chelsea, đội bóng mà Liverpool rất khó đánh bại. Trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Chelsea đã cầm hòa Liverpool tới 8 lần và chỉ chịu thua có 2 lần. Hơn nữa, Chelsea đang là câu lạc bộ có hàng công tốt thứ nhì giải đấu khi có 16 bàn thắng. Thành tích sân khách của Chelsea cũng rất tốt khi họ đã toàn thắng trong 3 trận đấu trên sân khách ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, đội khách sẽ thiếu vắng hai cầu thủ là Wesley Fofana và Marco Guerrero do bị trêu dò. Nếu như Chelsea là đội bóng có hàng công đứng thứ nhì giải Ngoại hạng thì Liverpool lại là câu lạc bộ có hàng thủ tốt nhất với chỉ 2 bàn thua kể từ đầu giải. Khả năng phòng thủ vững chắc khiến họ tự tin là sẽ có trận thắng thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của đội chủ nhà sẽ được thử thách khi thủ môn Alisson Becker đã bị chấn thương dài hạn và chỉ thi đấu trở lại vào giữa tháng 11. Vào tháng 3 năm 2025 sẽ đánh dấu 120 năm thành lập câu lạc bộ Chelsea. Để kỷ niệm cho cột mốc này, đội chủ sân Stamford Bridge đã công bố mẫu thiết kế logo mới mà họ sẽ sử dụng trong năm 2025-2026. Mẫu logo đặc biệt của câu lạc bộ Chelsea sẽ được tối giản hóa. Mẫu logo mới sẽ chỉ còn một chú sư tử màu xanh đứng trên dòng chữ tên viết tắt của thành phố London. Mẫu thiết kế mới sẽ chỉ được sử dụng trong mùa giải 2025-2026 và nhiều khả năng sẽ trở về mẫu logo cũ ở những mùa giải sau đó. Barcelona mới đây đã công bố mẫu áo đặc biệt được sử dụng trong trận đấu với Real Madrid vào ngày 27 tháng 10 tới. Mẫu áo mới có biểu tượng Coldplay, được lấy cảm hứng từ album thứ 10 của ban nhạc nước Anh. Gần 2.000 mẫu áo này sẽ được sản xuất và mở bán đến người hâm mộ. Số tiền nhận về từ việc bán áo đấu sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bản tin ngày hôm nay với những hình ảnh đầy sắc màu tại giải marathon quốc tế VTV LP Bank sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024. 3.600 vận động viên cả trong nước và quốc tế đã tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời và rất thú vị tại giải đấu lần đầu tiên được tổ chức. Trước thời điểm khởi tranh các nội dung thi đấu, buổi lễ khai mạc đã được diễn ra trang trọng và ấn tượng với những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã trao những món quà thể hiện tình cảm tới huyện Cát Hải với mong muốn góp phần sức nhỏ giúp địa phương nhanh chóng khắc phục những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 3 đã gây ra. Thời tiết đẹp tại đảo Cát Bà trong ngày hôm nay đã góp phần mang tới những trải nghiệm khó quên cho các vận động viên. 3 cự ly thi đấu, 5, 10 và 21 km chứng kiến bầu không khí tranh tài sôi động được tạo ra bởi các runner và những cổ động viên trong suốt quãng đường chạy.
Bên cạnh đó, các trạm âm nhạc và bột màu được bố trí trên cung đường chạy cũng đã mang lại những trải nghiệm khó quên cho những người tham dự. Tôi rất hạnh phúc với kết quả có được ngày hôm nay. Một bầu không khí tuyệt vời đã được tạo ra tại đây. Hôm nay, ngoài cố gắng để đạt thành tích cao, tôi còn được trải nghiệm cung đường rất đẹp tại Cát Bà. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cũng rất tuyệt vời. Sau sắc hoàng hôn chỉ diễn ra trong ít giờ đồng hồ, nhưng chắc chắn những khoảnh khắc, những kỷ niệm tại giải chạy này sẽ còn được các vận động viên nhớ mãi. Đó là cảm nhận về công tác tổ chức chu đáo hay những hình ảnh về sắc màu trên đường chạy. Sắc màu được tạo ra từ các runner và sắc màu hoàng hôn Cát Bà. Giải đấu đã khép lại, thế nhưng những trải nghiệm thi đấu trên cung đường Cát Bà vẫn để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Và ngay cả với những vận động viên chuyên nghiệp đã từng thi đấu ở các giải đấu trong nước và quốc tế, thì khi đến với Marathon Quốc tế VTV Agribank thì ai vẫn có những kỷ niệm rất là khó quên. Đây là lần đầu tiên em tham gia giải Cát Bà. Và hôm nay em chạy với tinh thần là văn văn và cũng kiểu trải nghiệm cung đường, tại vì đây là lần giải đầu tiên mà em tham gia chạy cung đường buổi chiều và ngắm hoàng hôn ở Cát Bà. Ấn tượng của em tại Cát Bà lần này là người dân rất là thân thiện, mọi người cổ vũ rất là nhiệt tình ạ. Và cung đường thì đẹp, tuy là có đèo dốc nhưng mà cũng là một sự trải nghiệm thú vị dành cho mọi người ạ. Em hài lòng với cái thành tích này của mình không? Dạ em có ạ, tại vì em cảm giác hôm nay em rất chỉ là đi tốt hơn mọi hôm. Em ấn tượng về người dân ạ, người dân rất là thân thiện ạ. Và giải đấu rất hoành tráng ạ. Cung đường thì em chạy khá là muộn nên là rất chi mát mẻ, không gặp vấn đề gì ạ. Giải tổ chức khá là chuyên nghiệp, thứ hai là có rất nhiều vận động viên tham gia, bởi vì là đây là giải đấu do VTV tổ chức thì là một trong giải đấu uy tín, có sự hỗ trợ của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nữa, nên là em hy vọng những ngày sau thì sẽ có đông vận động viên đến với giải năm nay hơn, đến với giải của VTV tổ chức hơn. Và như vậy là giải chạy Marathon Quốc tế VTV LP Bank sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024 đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp ngay trong lần đầu tiên được tổ chức. Đến với giải chạy năm nay thì bên cạnh những màn tranh tài của các runner, những sắc màu hoàng hôn tại Cát Bà thì ở đó chúng ta còn được chứng kiến những bộ trang phục rất bắt mắt của các vận động viên nữa. Hãy cùng khám phá ngay sau đây. Doanh nhân Thành Đạt, Ngư Phủ, Sơn Nữ, Chú Hề hay thậm chí cả thầy trò Đường Tăng cũng xuất hiện tại giải chạy Marathon Quốc tế VTV LP Bank. Tất cả nổi bần bật và là tâm điểm giữa đám đông. Những runner vui tính này đều có lý do riêng khi quyết định diện lên mình những bộ trang phục độc đáo. Mình là một dân văn phòng, vậy nên là mình muốn cosplay này để lan tỏa đến mọi người rằng là chạy bộ thì hướng tới tất cả mọi người và ai cũng có thể chạy được. Mình muốn nói với các bạn rằng là làm một ngư dân người ta cũng cần phải có một sức khỏe tốt. Và tôi muốn nói với các bạn rằng tôi là một ngư dân của làng chài Cát Bà. Và thông điệp gửi đến các bạn là hãy sống thật khỏe, thật vui và lan tỏa tình yêu chạy bộ đến cộng đồng. Bất chấp cái nóng của bộ đồ, những phụ kiện vương víu, niềm vui của các runner này là góp phần mang tới tiếng cười cho những người xung quanh. Hôm nay cái giải của Cát Bà ấy, nó mang một cái chủ đề là sắc màu hoàng hôn. Vì thế nên là mình muốn chọn cái bộ trang phục này để mà đem một cái phần sắc màu đến cho giải chạy. Đó là một cái niềm vui, đem một cái niềm vui đến cho mọi người. Sự nhiệt huyết của tất cả các runner, đặc biệt là các runner vui tính, đã góp phần giúp Marathon VTV LP Bank diễn ra đầy màu sắc và khép lại rực rỡ như chính chủ đề của giải.